Mình vừa mới làm việc xong nên bây giờ phải phi ngay ra cửa hàng tiện lợi để tiêu diệt cơn đói. Hôm nay mình thấy một hộp khá là ngon, cơm gà rán phủ sốt mayo. Chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay mình thèm ăn mì tôm ấy. Mình đã rất cố gắng đổ nước sôi đúng vạch theo chỉ dẫn. Mà trời ơi, mình không hiểu là mình làm sai ở cái bước nào mà cái cốc mì tôm của mình nó tràn lan ra như thế kia. Phải thú tội cay với bà chủ cửa hàng tiện lợi trước khi bị phát hiện. Vừa nãy mình có livestream bán hàng mấy tiếng đồng hồ ấy, nên ta nói khát khô cả cổ, việc đầu tiên mình muốn làm đó là uống nước. Tiếp theo thì mình sẽ ăn đến cái gói mì tôm trước khi nó nở bung bét ra mất. Hên cho mình là mì tôm vẫn còn cái độ dai, và dù nước tràn ra rất là nhiều nhưng mà nó vẫn chưa có bị mặn. Rồi quay sang xử lý nốt hộp cơm nha. Bên trong có hai tầng, tầng gà với tầng cơm được tách riêng ra như thế này nè. Tầng gà có thêm một ngăn kim chi nữa, kim chi này mà ăn với mì tôm hồi nãy thì hoàn hảo. Những miếng gà rán được lọc xương, thái miếng vừa ăn xong lại còn phủ nước sốt nữa chứ. Công nhận là đăng cái cảnh này lúc nửa đêm thì cũng hơi bị nghiệt ngã ha. Nhưng xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình chỉ muốn nói rằng nó ngon thật sự. Lọc đỏ trứng được rán lên thái sợi, dưới nước sốt xong ăn với cơm thì còn gì hơn nữa chứ. Miếng kim chi chua chua cay cay mặn mặn, ăn với một miếng cơm. Trời ơi!